Xin kính chào anh em nhé. Hôm nay hướng dẫn cho anh em cách lắp lăng xê đĩa mồi gạch. Trước tiên đây là bộ lăng xê đĩa này, các bác này. Khi chúng ta sâu cái trục sắt vào đây, chúng ta sẽ ốp một cái cục của mồi gạch lên đây. Nếu chúng ta muốn câu cho nó hiệu quả cao hơn, thì chúng ta ốp thêm một cái vỉ nữa lên đây nữa. Sau đó dùng cái viên chì xu, thì em có úp một chì xu đây, ta úp chì xu đây, là câu là cực kỳ hay luôn. Còn nếu trường hợp không câu như vậy thì chúng ta có thể bỏ cái này ra, chúng ta ốp một cục chì xu đây, sau đó chúng ta có thể như này, chúng ta có thể câu được. Nhưng mà để câu cho nó hiệu quả hơn thì chúng ta lên ốp như thế vậy, ốp thêm bộ lưỡi lên trên này, sau đó chúng ta dùng khóa linh chì xu trong khóa linh sâu lại. Chúng ta quăng ra ngoài xa. Và sau đây đằng sau là sẽ có video cho các bác nhé. Đằng sau sẽ có video để test cái sản phẩm này cho các bác xem. Cá giật mỏi tay luôn. Có sông, có thủy, có gì cả. Xin chào, tôi là Long Huy. Thường dùng là phá mạng câu và phong khai liệu.